Dự kiến ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Vụ án do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa với hàng chục luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng khác. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày tại trụ sở Tòa án Nhân dân TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM.